nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm người vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý khán giả, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để cử tri theo dõi, hiểu rõ về các ứng cử viên trước khi bầu cử, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh trân trọng giới thiệu danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 tại 16 đơn vị bầu cử của tỉnh. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân đơn vị bầu cử số 3. Được bầu 3 đại biểu gồm tất cả các xã và thị trấn Bến Cầu thuộc huyện Bến Cầu. Ứng cử viên Nguyễn Văn Đẹp, ngày tháng năm sinh, 17 tháng 7 năm 1962, giới tính Nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Nơi ở hiện nay, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông chuyên môn nghiệp vụ, đại học xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng anh, nghề nghiệp hiện nay cán bộ chủ tịch hội, nơi công tác hội cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh, ngày vào đảng 27 tháng 6 năm 1985 là đại biểu hội đồng nhân dân. Không. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Nếu được cô bác anh chị em cử tri tín nhiệm chọn tôi vào Hội đồng nhân dân tỉnh là người đại diện nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, tôi sẽ phấn đấu quyết tâm thực hiện tốt một số công việc cụ thể sau đây. Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu quán triệt, học tập nắm vững chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, nhất là kiến thức về pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tỉnh Tây Ninh nói chung, địa phương huyện Bến Cầu nói riêng. Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hội cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát phản biện xã hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương gắn với phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác tuyên truyền và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ ở địa phương. Thường xuyên chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và hội viên cựu chiến binh. Với cương vị là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, đó là tuyên truyền vận động nhân dân và hội viên cựu chiến binh chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 11 đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái với đường lối chủ trương, chính sách của đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, tham gia có hiệu quả giám sát phản biện xã hội theo quy định. Thứ ba, chỉ đạo các cấp hội chủ động tiếp cận với các nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, tạo công ăn việc làm, giúp đỡ nhân dân và hội viên hội cựu chiến binh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần vào chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên cựu chiến binh, thường xuyên giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tập hợp động viên cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, bàn liên lạc cựu quân nhân nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Thứ tư, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa thực hiện có hiệu quả chính sách của đảng nhà nước đối với người có công chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo cận nghèo hội viên hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn giải quyết các tồn động về chế độ chính sách đối với cựu chiến binh thân nhân gia đình liệt sĩ theo các quyết định của thủ tướng chính phủ nhất là công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và Campuchia. Thứ năm, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nghiên cứu đóng góp ý kiến vào các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các lĩnh vực quan trọng khác trên địa bàn tỉnh. Để làm tốt vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, bản thân tôi sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, tiếp xúc cử tri, lắng nghe những tâm tư, những nguyện vọng chính đáng của cử tri để đề xuất với cấp ủy, chính quyền và phản ánh trong các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ứng cử viên Nguyễn Thị Thúy Nga, ngày tháng năm sinh, 2 tháng 8 năm 1984, giới tính, nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo, Phật giáo, quê quán, xã Thượng Mổ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, số 64 đường Trương Quyền, khu phố 4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn, nghiệp vụ, đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường, học vị, học hàm, thạc sĩ, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh B1 khung châu Âu, nghề nghiệp hiện nay, công chức, trưởng phòng quản lý nhà và vật liệu xây dựng, nơi công tác, sở xây dựng tỉnh Tây Ninh, ngày vào đảng 12 tháng 10 năm 2012, là đại biểu Hội đồng Nhân dân, không. Chúng ta đi có có đức đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Nếu được cô bác anh chị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi đề ra và quyết tâm hoàn thành các nội dung chương trình hành động của mình như sau. 1. Lắng nghe ý kiến của nhân dân những bức xúc kiến nghị của nhân dân, tăng cường sự cần cụi với cử tri, đặt mình vào vị trí của cử tri để lắng nghe suy nghĩ và hành động có hiệu quả những gì mà cử tri, nhân dân tin tưởng cởi gắm. Từ đó có cơ sở chọn lọc kiểm tra giám sát và đề xuất tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp thỏa đáng nhằm khắc chế được các tiêu cực phát sinh trong xã hội. 2. Dành nhiều thời gian tiếp xúc gắn bó mật thiết với cô bác cử tri, liên hệ thường xuyên với cô bác để nắm bắt thực tiễn, tâm tư nguyện trọng, thu thập và phản ánh trung thực khách quan ý kiến kiến nghị của bà con đến các cơ quan nhà nước, chủ động phối hợp cơ quan chuyên môn trả lời và giải quyết kịp thời các kiến nghị bức xúc của cử tri. Trường hợp cấp thiết sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gợi ý kiến đến các bộ ngành liên quan của Trung ương những vấn đề mà cô bác cử tri quan tâm. Ba nói ít làm nhiều và làm đến nơi đến chốn có hiệu quả đạt được cử tri kỳ vọng. Nghiên cứu kỹ các văn bản của kỳ họp để tham gia góp ý thảo luận những vấn đề trọng đại của tỉnh nhà cũng như của địa phương về những vấn đề bức xúc hiện nay của bà con như công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển đô thị, chính sách phát triển nhà ở, chính sách về ổn định thị trường bất động sản, đảm bảo gắn liền an sinh xã hội, tránh hiện tượng đẩy giá, đầu cơ trục lợi bất hợp pháp các vấn đề về tranh chấp khiếu kiện. 4. Góp phần cùng với chính quyền địa phương cấp huyện, xã kiến nghị các cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện quan tâm giải quyết những quyền lợi chính đáng của chính quyền và người dân địa phương, nhất là việc tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng khu đô thị một bài ngang tầm các đô thị cửa khẩu quốc tế trong nước, nâng cấp huyện Bến Cầu thành thị xã thuộc tỉnh, đầu tư tu bổ, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn, nhằm thúc đẩy vận tải qua biên giới cửa khẩu mộc bài nâng cao đời sống nhân dân xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới sạch đẹp gắn liền với phát triển nông nghiệp công nghệ cao nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân ra soát cải cách thủ tục hành chính ngành xây dựng và các ngành liên quan nhằm giảm phiền hà nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và người dân bên cạnh đó tôi cũng tích cực tham gia cùng với chính quyền dẫn động các nguồn lực xã hội hóa để góp phần chăm lo cho hộ nghèo người có công với cách mạng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, xã. Là một cán bộ nữ, khi tham gia vào hoạt động Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi có điều kiện trực tiếp đề xuất các chính sách cho phụ nữ và trẻ em phù hợp nhằm thực hiện tốt chiến lược quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Cụ thể là thực hiện luật bình đẳng giới trên các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe. Để phụ nữ có điều kiện trở thành những người vợ, người mẹ hạnh phúc, và trẻ em trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Dù ở cương vị nào, tôi sẽ thực hiện tích cực đóng góp công sức của mình vào công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước và đổi mới hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, tăng cường tiếng nói của phụ nữ và bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong gia đình. 5. Giới tinh thần lấy dân làm cốc, gần củi, sâu sắc và tôn trọng ý kiến của người dân, Lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu hành động của bản thân và lĩnh vực do mình được giao phụ trách. Với tinh thần cầu thị, tôi sẽ cống hiến hết mình vì sự phát triển của quê hương và đất nước, xứng đáng là người đại biểu tin cậy của nhân dân. Ứng cử viên Nguyễn Thế Phương, ngày tháng năm sinh 7 tháng 1 năm 1978, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không quê quán phường 3 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nơi ở hiện nay, số 449 đường cách mạng tháng 8, phường 3 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn, nghiệp vụ, đại học chuyên ngành điện công nghiệp, lý luận chính trị, trung cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh chứng chỉ B. Nghề nghiệp hiện nay, công chức, phó trưởng phòng quản lý công nghiệp năng lượng. Nơi công tác, sở công thương Tây Ninh, ngày vào đảng 25 tháng 9 năm 2009 là đại biểu Hội đồng Nhân dân không. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Tôi nhận thức quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định, giám sát việc tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân. Những vấn đề quan tâm về kinh tế văn hóa xã hội của đất nước và địa phương. Ngành công nghiệp tỉnh Tây Ninh từng bước phát triển theo hướng hiện đại, hàm lượng công nghệ cao, thực hiện lập quy hoạch phương án phát triển công nghiệp theo từng giai đoạn cụ thể, có tầm nhìn để định hướng phát triển công nghiệp bền vững. Trên địa bàn tỉnh, hệ thống điện lưới quốc gia đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng quản lý vận hành đúng kỹ thuật an toàn điện, được ngành điện và nhà nước đầu tư rộng khắp. Trách nhiệm của người đại biểu khi được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri dễ nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đại biểu hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại tố cáo kiến nghị biết đôn đốc theo dõi và giám sát việc giải quyết ứng cử viên Trương Thị Phương Thảo ngày tháng năm sinh 3 tháng 12 năm 1972 giới tính nữ quốc tịch Việt Nam dân tộc Kinh tôn giáo không quê quán xã Thanh Điền huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh Nơi ở hiện nay, số 23A, đường Lê Văn Tám, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trình độ, giáo dục phổ thông, 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn, nghiệp vụ, Đại học Kinh tế chuyên ngành kế toán, học vị, học hàm, thạc sĩ kinh tế chuyên ngành chính sách công, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh chứng chỉ B, nghề nghiệp hiện nay, cán bộ phó bí thư thường trực huyện ủy nơi công tác, huyện ủy Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, ngày bầu đảng 15 tháng 10 năm 1999, là đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tái cử và được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, huyện Bến Cầu, đây là một vinh dự và trách nhiệm lớn đối với cá nhân tôi. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa tới, tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, tham gia xây dựng các nghị quyết, cơ chế chính sách của tỉnh sát với tình hình thực tế địa phương. Bố trí thời gian tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp để báo cáo với cử tri về nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuyên truyền vận động các ngành các cấp và các cử tri thực hiện tốt nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, chủ động chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, chú ý lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị, đề nghị của cử tri phản ánh kịp thời với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để chỉ đạo các ngành các cấp giải quyết quyền lợi chính đáng của cử tri. 2. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân trên cương vị và nhiệm vụ công tác được phân công phụ trách tại địa phương. Bản thân sẽ cùng tập thể cấp ủy tại địa phương lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội huyện nhà. Quan tâm những chủ trương, định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện để có báo cáo với tỉnh khi tham gia ý kiến về những quyết sách phát triển của huyện. 3. Tự bản thân luôn gương mẫu chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, tuyên truyền vận động gia đình gương mẫu thực hiện tốt chính sách pháp luật nhà nước. Đồng thời, giám sát chặt chẽ các cấp ủy, cơ quan nhà nước các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thực hiện nghiêm túc pháp luật, chính sách của nhà nước và những vấn đề thuộc lợi ích của nhân dân, nhất là đối với những người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện, nói, đi đôi với làm. 4. Tập trung kiểm tra, giám sát, đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị mà mình được phân công phụ trách, kịp thời chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, nhân dân. Ứng cử viên Trần Thị Ngọc Trinh, ngày tháng năm sinh, 15 tháng 11 năm 1985, giới tính, nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, nơi ở hiện nay, ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trình độ, giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn, nghiệp vụ, đại học tinh học, học vị, học hàm, thạc sĩ chính trị học, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh B1 khung châu Âu nghề nghiệp hiện nay, cán bộ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, bí thư đảng ủy thị trấn. Nơi công tác, đảng ủy thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, ngày vào đảng 8 tháng 12 năm 2011, là đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau. 1. Trước hết, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với bản thân, từ đó bản thân sẽ làm hết sức mình để xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri và các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh để ghi nhận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng ý kiến kiến nghị hợp pháp chính đáng của cử tri, để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Là người đại biểu nhân dân, bản thân luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gần gũi, gắn bó với nhân dân, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát cũng như công tác chất vấn trong các kỳ họp. 2. Kiến nghị tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền, đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp để đào tạo nghề, giới thiệu về quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là đối tượng thanh niên là bộ đội xuất ngũ, đề ra các giải pháp kéo giảm và bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, góp phần giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nông dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thanh thiếu nhi và học sinh nghèo huy động vận động từ nhiều nguồn lực xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa tình thương nhà đại đoàn kết cho những hộ nghèo khó khăn ba cùng với việc làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu bản thân sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương nơi công tác bản thân sẽ cùng với tập thể ban chấp hành đảng bộ huyện bến cầu đề ra nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội huyện nhà nhất là sớm đưa thị trấn bến cầu đạt chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2025. 大无阻。